Tàu Lai Vĩnh Tân 2 với công suất máy là 4.000 mã lực. Tàu Lai được xếp là một trong những tàu Lai lớn nhất và đẹp nhất nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân nha các bạn. Các bạn nhìn chiếc tàu bay phía trước kìa nè, đang cởi sóng cả rồi. Đây là cận cảnh hình ảnh tàu Lai Vĩnh Tân 2 tiếp cận và lên dây mũi để hỗ trợ cho tàu Quang Vinh Đại Minh và cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Hôm nay mời các bạn cùng mình quay trở lại biển Bình Thuận, quay trở lại những con tàu lai lớn nhất và đẹp nhất ở Bình Thuận nha các bạn. Mời các bạn theo chương trình. Trước mắt các bạn là tàu lai Vĩnh Tân 2 của tàu Vĩnh Tân 2 đang tiếp cận và lên dây mũi để thực hiện việc lai dắt và hỗ trợ cho tàu Quang Vinh Đại Minh vào cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân các bạn.
trước mắt các bạn là cặp tàu lai Tuy Phong 1 đang kéo lái và Vĩnh Tân 2 đang thực hiện kéo mũi để hỗ trợ cho tàu rời cảng nha các bạn. Hai tàu lai đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho tàu lớn rời cảng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.